Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ kết nối cái mic Tuzun K9 này với lại xe hơi. Mic này có hai cách để chúng ta kết nối với xe hơi. Cách thứ nhất là thông qua tần số FM và cách thứ hai là thông qua cổng AUX của mic. Đầu tiên là mình sẽ kết nối thông qua cổng thông qua tần số FM trước. Mic K9 này có 3 tần số, đó là 105.5, 106.5 và 107.5. Thì chúng ta có thể chọn một trong 3 tần số này để kết nối với xe hơi. Nếu như chúng ta muốn điều chỉnh thì ấn nguồn hai cái thì tần số sẽ tự động nhảy sang. Trên mic K9 này hiện tại mình sẽ chọn tần số là 105.5. Và trên xe hơi cũng vậy, chúng ta điều chỉnh đến 105.5. Khi hai thiết bị dò cùng trùng với nhau tần số thì hai thiết bị này sẽ tự động kết nối với nhau. Sau khi kết nối thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Thì chúng ta cần kết nối Bluetooth và giữa K9 và điện thoại để có nhạc. Thì hiện tại mình đã kết nối giữa điện thoại và mic rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở nhạc trên điện thoại và nhạc từ điện thoại sẽ tự phát ra xe hơi thông qua cái tần số FM mà hồi nãy mình đã kết nối với lại mic với lại xe hơi. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa. Với chức năng dò sóng FM như thế này thì chúng ta không cần kết nối Bluetooth trên xe hơi hoặc là gắn dây AUX nữa. Ngoài tính năng dòng sóng FM thì cái mic này có thể thông qua cổng AUX. Mic đã kết nối. Ngoài hai cách kết nối giữa tần sóng FM và cổng AUX, đối với những dòng xe không có Bluetooth dùng để phát nhạc thì chúng ta có thể thông qua sóng FM của mic này để phát nhạc trên xe hơi. Hiện tại sản phẩm này đã được bán tại công ty Chiến Tài, địa chỉ là 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5.